Mình làm vợ bây giờ mình còn làm đồ mặn cho chồng ăn, chồng mình ăn mặn, thì mình làm đồ mặn là vai trò của mình. Thì mình phải làm sao đồ mặn này mình làm cho ngon, mình làm cho ngon cho chồng ăn. Mình quỳ trước Phật Bồ Tát, cái nghiệp duyên của con sinh ra cái cõi đời này, bây giờ con phải trả nợ người chồng này. Con ăn chay trường là dưới cái tấm lòng của con. Mỗi lần chúng ta làm thịt, chúng ta đều niệm Phật, để cái máy niệm Phật kế bên luôn, niệm Phật suốt. Phật Bồ Tát đều biết được cái tâm đó của mình. Vì cái nghiệp duyên con không muốn trở ngại cái gì. Khi tu hành mà bây giờ xảy ra vấn đề trở ngại đây, người ta phỉ báng Phật Pháp. Cái chuyện tu là cá nhân của con, chứ cái chuyện con có trở ngại với cái gia đình. Bây giờ gia đình con chưa biết tu, mà con cũng cái nghiệp duyên sinh vào cái gia đình này như vậy, thì thôi con vui vẻ con trả nợ. Giờ con làm đồ ăn, bữa nay con chiên thịt ba gọi cho chồng con ăn, con ướp cho nó ngon, chiên cho nó thơm phức, ngon lành luôn, niêm cho vừa ăn, niêm đàng hoàng luôn. Giết chồng nó ăn quá trời ngon. Chồng hỏi, bà không nhận bà hay thiệt ấy. Bà ăn chay mà bà làm đồ ăn mặn ngon gì mà bà không thèm sao? Cười cười không nói dòng do chứ. Cứ cười cười không thích nói dòng do nhiều chứ. Từ từ cảm hóa liền 100% mới được. Cảm hóa. Quý vị nói ăn chay mà còn làm đồ mặn tội. Tội cái gì? Nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng làm đồ mặn cho quý vị ăn. Bây giờ quý vị làm đồ mặn lại cho người ta ăn. Còn cái tâm tu giải thoát của quý vị là cái tâm của quý vị. Hiểu không? Trong cái cõi đời này nghiệp duyên nó như là màn lưới, quý vị đừng có bị trở ngại. Nó như là màn lưới, bây giờ nó dai chả, dai chả, dai chả, dai chả. Quý vị mà không thông chỗ này thì quý vị tu trong cái thời cuộc này sao tu? Sao tu đấy? Đúng không? Mình còn vợ còn chồng, mình đi ra đường với chồng mà mình bận đồ quê mùa quá, chồng mình cũng mắc mặt với người ta. Mình không biết ra lăng gì hết trơn thì chồng mình cũng cảm thấy mắc mặt. Nên bản thân mình ngày xưa mình đã hiểu biết cái gì. Bây giờ mình học Phật, mình bước ra cái cảnh thế gian, đi với chồng, với vợ, bản thân của mình cũng không có tệ. Nhưng mà mình không có lộ lẫy quá như ngày xưa, chứ mình cũng không có nói chuyện quá tệ như ngày xưa. Mình điều chỉnh văn tự lại cho nó được một chút, hình ảnh cũng được một chút, không đến nỗi tệ. Mọi mặt được một chút, được một chút, được một chút. Bước ra cũng không đến nỗi làm cho chồng, vợ mình mắc mặt. Vậy thì cái học Phật mình ai mà phê phán được? Ai phê phán được? Nên chúng ta tu hướng đến giải thoát, nhưng quý vị là người đi vào tiêu cực. Giải thoát nhưng lại là tiêu cực giải thoát. Vì nghe câu những Đức viết nè: dùng tình cảm xuất thế đi vào tình cảm thế gian, dẫn dắt tình cảm thế gian đi vào xuất thế gian, thì độ sanh mới rộng. À, tại vì người ta đa phần là tình cảm thế gian. Quý vị nếu tình cảm thế gian bị còn mỏng hơn người ta lấy sao độ tình cảm thế gian. Quý vị thấy đa phần bây giờ cái tình người là thế gian không? Mình mà không phát triển được cái tình thế gian này nó mạnh thì làm sao dẫn dắt người ta đi vào xích thế gian? Ai đi theo quý vị mà dẫn dắt? Đúng không? Nên á, dẫn tình cảm thế gian mới đi vào xích thế gian. Như vậy thì mình độ sanh mới rộng. Có nhiều người đi tu quý vị thấy họ có độ được ai đâu, có khuyên ai tu được đâu. Họ chấp nặng, họ chấp này không được, này không được, này không được. Họ chấp pháp, pháp của họ gọi là pháp chết. Được chưa? Pháp chết. Còn chúng ta học Phật là chúng ta đang học cái pháp sống động quý vị à. Những Đức nói quý vị có động không? Không động sao gục gạt? Đúng không? Có ai mà ngồi gì im gu gì? Trong cái cõi đời này quý vị mà im gu vậy thì người ta cảm thấy dù người ta có kính trọng quý vị, người ta có thấy vị phi phàm thì người ta cũng không làm được. Nên người ta động thì mình phải động. Thấy không? Nên sống động, sống là phải động. Đó. Phật Pháp nó cũng đi vào sống động. Phật Pháp nó không cải cách sống động. Sao phù hợp với căn tính con người từng đời.
Tại sao mà từng đời người ta phiên dịch lại những lời giảng? Phiên dịch lại là vì sao? Vì người ta theo cái hiến chương của nhà nước. Lâu lâu nhà nước đưa ra hiến chương thay đổi một chút. Quý vị biết vì sao nhà nước thay đổi hiến chương không? Vì cái địa phận đất đai mỗi vùng nó có sự cải cách, hoặc là chung cư đồ mọc lên, có người nó đang đi vào hiện đại, và nơi đó nó không còn quê mùa như ngày xưa, thì hiến chương nó mới phù hợp vào. Nhớ không? Còn ngày xưa thì ruộng đất làm lụng tay lắm chăn bụng, thì hiến chương phù hợp tay lắm chăn bụng. Nhưng khi xã hội đang phát triển về kinh doanh địa ốc nảy nọ rồi thì người ta phải hiến chương làm sao phù hợp vào kinh doanh địa ốc. Thì đạo pháp nó cũng sống động theo như vậy, để Phật pháp làm sao cho con người ta thấy nó không có lạ. Chứ nếu như người ta nói Phật pháp mình nó quê mùa, nó lạ quá, thì người ta nói Phật pháp đẩy lùi phía sau, thì người ta đâu có tiếp nhận Phật pháp quý vị. Đúng không? Ngày xưa người ta có thể đi tu, người ta bận một bộ đồ cũ, đồ rách, ta mai giá tùm lum. Đúng không? Hoặc là ta đi vô trong rừng, người ta ngồi trong đó, ta cắt cái cốc, ta trồng vài củ cải người ta ăn. Có những vị cao siêu hơn, đi vô trong núi rừng tu mà chiêu cảm sơn thần, kêu những loài động vật đem trái cây đến để cúng dường cho ăn luôn. Còn bây giờ mình mà làm như vậy thì mình chết. Tại vì sao? Nếu mình bây giờ tự hiện mình ngồi mình tu mà có mèo chuột đồ đem tha trái cây lại cho mình ăn, thì người ta đến nó dẫm mới bị chết. Vì sao? Thấy mới bị phi phàm quá, trở thành mê tín. Hiểu không? Trước nhất là công an bắt quý vị là mê tín quá, người ta theo ào ào, ta lễ lại từ dưới núi lại lên, ta làm thấy ghê quá. Cuối cùng cái nơi quý vị có yên tu nữa không? Nên quý vị bây giờ phải tu làm sao đối với cảnh vật thế gian, quý vị phải na ná tương đối. Nên mới dùng cái câu dùng tình cảm sức thế đi vào tình cảm thế gian. Rõ ràng không? Dẫn dắt tình cảm thế gian đi vào sức thế gian. Hiểu không? Nhờ bao nhiêu cô vô chùa mà nó đâu phải đi vào sức thế gian, mà do về thương yêu quý mến, lo lắng vui vẻ thế gian, cuối cùng cảm hóa. Đi từ từ mình chỉnh một chút, đi từ từ mình chỉnh một chút, chỉnh từ từ mấy bà chạy theo mình về cực lạc. Đó. Nên á, mình học Phật mình phải có cái góc độ cực kỳ sâu sắc. Vì như Đức hướng dẫn quý vị hết rồi, vì áp dụng trong cái hoàn cảnh gia đình quý vị tu nhớ nghe. Quý vị tu hành mà quý vị nói tôi bị trở ngại là do tại quý vị. Phật pháp có giải trở ngại, cái tâm giải thoát là cái cảnh nào cũng giải thoát, te tu cũng giải thoát nữa, đẻ con cũng giải thoát nữa, có bầu cũng giải thoát nữa. Thầy mình có chồng phải có bầu chứ sao? Chứ bây giờ mấy bà muốn thì muốn nhưng mà bầu thì không muốn, chuyện này mới hơi quá đáng. Hiểu không? Thì đã là có chồng thì phải có bầu bì, thì ở trong hoàn cảnh nào giải thoát hoàn cảnh đấy. Khi mình không tu mình còn mong mỏi chồng mình thương nhiều, khi mình tu rồi chồng mình thương nhiều mình nói đúng là cũng khổ. Khổ là do tại mình, không thương mình cũng khổ, mà thương mình quá cũng khổ. Khổ là do tại mình. Nếu như bản thân chúng ta cảm thấy mình hạnh phúc thì nó là hạnh phúc. Hiểu không? Nhớ kỹ, Phật pháp không có một chút trở ngại nào hết trơn. Ai học Phật mà trở ngại là do tại chúng ta, không có do Phật pháp dạy đâu quý vị à. Phật pháp là thông tình đạt lý, thông tình tình thế gian, đạt lý, lý giải thoát. Hiểu không? Thông tình đạt lý quý vị. Nên từ nơi đó học Phật không có trở ngại nghe. Các chú, các cô, các cụ không có trở ngại. Dù hoàn cảnh trở ngại gì cũng không có trở ngại, vì có ai chối buộc cái thân mạng này của mình sống hoài đâu mà trở ngại. Đúng không quý vị? Nhưng Đức nói vì trong hoàn cảnh nào thì cũng có ba buổi cơm ăn à, chắc chắn cũng không đến nỗi đói chết. Quý vị hãy hạ thấp nhất cái cuộc sống quý vị xuống là gì? Có ba buổi cơm thì bản thân quý vị vui trong ba buổi cơm đó đi. Nói chuyện mà lột da môi. Thấy không?
Nên từ nơi đó mà quý vị tu làm sao mà đừng bị trở ngại. Những điều chia sẻ này cực kỳ quan trọng. Quý tu mà có cái trở ngại là bị hoàn toàn thất bại, 100% bị thất bại. Đúng không? Nếu đi tu hành rồi, đi đến chùa rồi mà đi về đi với chồng mà bằng cái đầm ngắn, cái riếp ngắn mà bị trở ngại, vậy là quý vị bị trở ngại. Chứ Phật Pháp đâu có trở ngại cái chuyện này. Đúng không? Tại vì cái lúc này chồng càng là tôi vì chồng. Anh muốn tôi được gì đúng không? Anh muốn tôi như vậy phải không? Được, do anh muốn, tôi chiều anh đó. Đó, chiều anh đó, có trở ngại gì đâu. Do bản thân mình bị trở ngại, rồi cuối cùng phiền não đến với mình, ập với mình. Còn duyên của mình sao thì mình cứ như vậy. Còn từ xưa tới giờ mình đơn giản thì mình cứ đơn giản hoài, tại vì mình đã được cái đơn giản. Chứ ai mượn học Phật cái tự nhiên lôi ra ăn dọn tứ tung lang tang lên, cái đó là đi ngược vấn đề. Hiểu không? Mình đã lấy chồng rồi thì tu hành không có trở ngại là vì sao? Vì do chồng quyết định cho mình nên bản thân mình không có trở ngại. Hiểu không? Nó không có trở ngại gì đâu. Nhớ tất cả các việc không có trở ngại. Không có trở ngại là tự tại. Không có trở ngại là tự tại chứ làm sao. Nên bản thân có mấy cô mà nghe gì rồi á, mấy chú mà nghe gì rồi học Phật á, thấy Phật Pháp hay chưa? Quá hay. Phật Pháp quá hay luôn. Có mê tín không? Không có một câu nào mê tín nữa. Những đức hỏi quý vị đi đến chùa, bị cúng dường có ai bắt ép quý vị không? Vì làm việc thiện đó, người ta nêu lên vị làm chứ có ai bắt ép không? Tự mà làm thì đã tự là làm, tự làm thì trách ai? Đúng không? Thí dụ như bây giờ người ta nó có quyền, ta nói ngọt với mình, tự nhiên mình cho không người ta, mình có bầu mình trách ai? Tự mình làm, mình chịu mà. Đúng quý vị? Cái chuyện đó có ai ép quý vị? Quý vị phải chịu. Dù quý vị không chịu mà người ta làm quý vị chịu là do tại quý vị chịu. Đúng không? Thì đừng có trách người ta. Đừng có nói rằng do anh dụ tôi. Dụ gì? Ai mượn mình? Ai mượn mình bị dụ? Mình do bị dụ là tại mình. Người ta có quyền dụ mình. Mình ai mượn mình bị dụ? Cuộc sống rất rõ ràng quý vị. Mà dụ qua dụ lại trong vô lượng kiếp. Bữa nay người ta dụ mình, ngày mai mình dụ người ta. Trong lục đạo luân hồi, nhìn quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Chứ ai mà dạy hơn ai đâu. Cái nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp, nó cứ câu thúc nhau hoài trong lục đạo luân hồi. Bây giờ trong cái cõi đời này vui chả để mà mình gầy dựng cái tâm. Còn cái thân bên ngoài thì nó chuyển biến hình tướng. Còn cái tâm gầy dựng giải thoát mới là chỗ quan trọng nhất của con người tu. Đó. Đó. Giống như giờ nhà Đức nói chuyện bị cười. Thấy không? Anh thấy chưa? Nói thì bị cười. Rồi một ngày nào bị nói, bởi vì nói khéo quá vì cười. Ông này không đơn giản. Ông nói ông làm mình cười thì ghê. Bây giờ đổ bể ra ông gì á, tôi ghét con người này còn hơn cái gì. Người ta nói cho cười rồi cuối cùng á, cái gì ra cái ghét. Thấy không? Còn lúc mà thương thì nói sao cũng cười. Gầy cũng cười, la cũng cười. Nói sao cũng cười. Đã thương rồi nói sao cũng cười. Mà đã ghét rồi mình cười họ cũng không cười lại. Cười với họ nói mặt thấy ghét thì ra. Khó ưa vô duyên. Hô đi ra. Đã ghét rồi làm gì đó quý vị ơi. Nên từ nơi đó thôi quý vị ơi, trong cuộc đời này làm sao mà tròn vẹn hết. Sao mà tròn vẹn hết? Nên nãy mấy anh chị viết kịch bản phim, mấy anh chị nói một câu, con hỏi thầy cho kỹ, để lỡ đóng có những người người ta phản ảnh này kia. Những đức nói trong cuộc đời này không có gì tròn vẹn đâu anh chị ơi. Thấy không? 1000 người thương á, thì cũng có vài người ghét à. Đúng không quý vị? Những đức giảng pháp có khi vì chúng sanh mà khi cũng bị ta chửi te tua. Thầy bách trợn, khùng,
con lặn bị hởm mà cái nằm trong quan tài mới đây nè, có một cái bình luận, một cái nghe ít nhất đó, lần này là ít nhất luôn, có một tin nhắn là ông coi chừng thằng đệ tử nó đóng nắp lại nó bắn đinh chết đó chồng, nó giật chùa ông luôn cho biết. Ông cũng khôn thấy ghê vậy, nghe không? Nghe không? Đó, có cái bình luận đó đó. À, tại vì á, cái nằm quan tài đợt này nói chuyện giống như hấp hối vậy. Nói tặng đáy lòng cho nó không có vui như lần kia. Lần kia nó có nhiều cái trái chiều một số người, cũng ít thôi. Nhưng mà lần này là không có, là do gì nó gần chết. Nó hấp hối, với mình chơi đến mức này là ghê quá rồi. Nó lạnh chân sống, chịu bó tay với mình luôn. Chịu hết nổi vậy ơi. Không đơn giản hay vì nằm vô trong đó mà nửa tiếng đồng hồ mà đóng nắp kính không dễ đâu. Không dễ á nghe. Những đức á phải có khả năng bơm hơi làm sao á. Chứ nửa tiếng quý vị thử đi rồi đóng lại đi rồi quý vị biết à. Coi chừng đóng quý vị lại 3 phút chết queo. Le lử chết queo á. Nó ngợp á. Bây giờ cái nắp quan tài đóng là kín mít luôn, thêm nữa là cái miếng vải nó lót bên trong đậy lại là nó kín luôn à. Nó không có cái hơi bay vô được. Nên mình thở không có được. Nên quý vị cái lúc mà quý vị thấy Nhật Đức nằm trong quan tài Nhật Đức giảng nha, là cái lúc đó là Nhật Đức gần chết. Cái lúc đó là thở yếu lắm. Quý vị thấy Nhật Đức nói chuyện chậm chưa? Nói xong Nhật Đức thở hơi. Bây giờ em không? Đó 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 đó. Rồi xong Nhật Đức nói chậm, hít hơi thêm hơi nữa đó không? Nhờ Nhật Đức khéo léo. Nên Nhật Đức mới ngồi trong, nó nằm trong đó lâu với thêm nữa là cái tâm Nhật Đức bình tĩnh. Nhịp tim Nhật Đức nó đập đều. Đập đều, 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 đều. Chứ nếu như mà Nhật Đức giảng như gì, 3 phút ngủm cụ tỏi. Thở hít không nổi quý vị, không kịp. Chết. Không? Chơi giỡn mà làm thiệt luôn. Không? Không mà bữa đó mà Nhật Đức mà chết thiệt chứ quý vị mà nghe tin đó chắc quý vị cũng vui lắm đúng không? Ừ, vui thầy giảng sanh rồi. Không mà nó nói chứ nghe tin nó bắt tử cũng không, không đơn giản đâu quý vị ơi. Đúng không? Tự nhiên bây giờ đưa lên mạng nói thầy Đức chết. Vô quan tài giảng cuối cùng xong mở nắp ra le cái lưỡi chết queo. Kiểu đó chắc kinh khủng lắm quý vị ơi. Bây giờ mà mỗi tuần mà lỡ nghe giảng mà vui kiểu này á. Mà tự nhiên mới là tổ chức lễ xong bây giờ thầy chui quan tài thầy giỡn bây giờ giảng bây giờ cuối cùng chết queo rồi. Sao mà tự nhiên sao mà nó không tưởng tượng được đâu quý vị ơi, đúng không? Mà những đứa nói một số quý vị coi bữa đó tự nhiên quý vị cũng thấy thổn thức cái tâm, đúng không? Thấy tội nghiệp với quý vị đó, thấy không? Có những người nó chán cũng là nhỏ vài giọt nước mắt. Tội nghiệp quý vị đúng không? Quá nguy hiểm. Đúng không? Có cái bà đó, bà khóc mà sưng con mắt á. Bà chụp hình bà gỡ qua. Mà do bà đó không có chồng nữa. Bà có chồng thì chắc chồng bà quýnh bà le lử luôn. Hiểu không? Không mà có khi khóc chứ cũng trốn chồng quý vị ơi. Chứ mà đừng cho nó thấy nó chửi chết mồ. Hiểu không? Nó nên không mà những đức làm nhiều việc nó lạ lạ quý vị. Mấy cái việc lạ gọi là độc lạ không ai làm. Hiểu không? Thì thôi mình đi đến đây mình làm hết đi. Mình làm rồi lúc nào mình đi cho nên xong chuyện. Làm hết chuyện rồi. Càng làm nhiều chừng nào thì càng đi sớm chừng nấy. Thật sự vì mình làm nhiều việc rồi thì mình phải đi sớm. Còn người ta làm từ từ thì ta ở lại lâu. Còn mình làm nhiều làm nhanh nhất thì đi sớm nhất. Quy tắc của nhân sinh là gì đó quý vị? Làm nhanh nhất thì đi sớm nhất. Tại Nhật Đức làm nhiều quá thì Nhật Đức phải nghỉ sớm. Người ta làm từ từ thì người ta nghỉ trễ. Thà mình làm khuất cho rồi đi quý vị. Hô đi đại đi chứ. Hiểu không? Làm cho nhanh lên. Nên quý vị thấy mà lễ lọc đồ hoặc là quà cáp của Nhật Đức tặng, quý vị thấy Nhật Đức làm âm âm chưa? Tại vì đi sớm. Đi sớm nó khỏe. Thấy không? Còn quý vị lúc mà Nhật Đức đi rồi quý vị ở lại tu mới dữ dằn.
Thị vị thấy những đức tặng tượng Phật mà nói là tặng mà từng nhà tu là vì sao? Gầy dựng cái đó là số 1 đấy vị. Ừ. Sau này tại nhà ấy bị là vì tu ngon lành luôn đó chứ không phải chuyện giỡn đâu đâu. Niệm Phật lễ Phật có sẵn hết rồi. Cái gì cũng có sẵn hết rồi quý vị. Vậy là đủ rồi. Rồi bao nhiêu bài giảng nghe lại là cũng quá đầy đủ để thành tựu của đường giảng sanh. Đúng không? Nên chúng ta phải tranh thủ lên. Không, với cái cõi này quý vị ơi, cái cõi này làm được là phải tranh thủ làm. Phải tranh thủ làm. Không có đơn giản một ngày nào mà làm không được, muốn làm cũng không được. Nên bây giờ làm được là phải nỗ lực mà làm. Bây giờ là những buổi giảng của những đức là nhiều, những tôn giáo khác đang nghe chứ. Nên có cái bài giảng hôm nay nè. Bài giảng hôm nay gọi là bất cứ một tôn giáo nào học Phật hay bất cứ một người học Phật nào học tôn giáo nào không có trở ngại. Vì hỏi có tội không? Không có tội. Làm gì có tội? Có lỗi không? Không có lỗi luôn. Quý vị bất cứ một tôn giáo nào quý vị học cái hay thì vị giáo chủ của tôn giáo quý vị vô cùng tán thán quý vị. Không có lỗi. Nhớ không có lỗi nha quý vị. Đó. Còn quý vị có hư hỏng cỡ nào, phá thai nhiều lần, bất hiếu với cha mẹ, chửi cha mắng mẹ, bây giờ quý vị đều có thể quay đầu học Phật được. Học Phật được hết. Này là Đức Phật còn tại thế đã làm điều đó rõ ràng mà. Hư như ông vô não, ông giết bao nhiêu con người mà quay đầu quy y Phật là Phật độ liền. Chỉ cần quay đầu là bờ. Nên trong nhà Phật có câu nói là lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Vì hư cỡ nào hư quay đầu, sửa đổi lỗi làm học đạo, sửa đổi lỗi làm đây là điều quý. Quý. Dù giờ mình ở đâu mình nghe đi chăng nữa, bây giờ mình cũng học được quý vị. Làm được hết chứ. Giờ chùa mình nó càng ngày càng đông, bây giờ những khóa tu thì được. Bây giờ nếu mà vô trong chùa mình ở luôn, cái lượng người bây giờ bị giới hạn rồi đó. Tại vì đông quá rồi, bây giờ không có chỗ ở rồi nè. Nếu mà qua Tết này mà Hòa Thượng mà ngày chịu mà xây chùa thì vài năm sau có ngôi chùa. Vài năm sau có ngôi chùa nữa. Thấy không? Nhưng mà ngộ nghe quý vị, như Hòa Thượng đồ này kia mà ngày làm á, là ngày sống thọ. Vì trách nhiệm phải làm. Thấy không? Vì còn trách nhiệm phải làm. Tại vì còn việc phải làm, phải ở lại quý vị. Nó từ nơi đó mà kệ xây thêm một ngôi chùa nữa được á, chúng sanh cả ngàn người được ở trong chùa cũng hay lắm. Thấy không? Tết năm nay nè là thêm cái ngôi chùa nhỏ ngoài á, xây xong ở khoảng 200 người. Cái chùa ngoài trước cổng á xây sắp xong rồi. Nó thì ở khoảng 200 người ngoài đó. Đó là một đạo tràng tiếp tục nữa đó. Tuy trong Đại Tùng Lâm nhưng mà mọc ra thêm điểm nữa. Nó nếu mà qua Tết Hòa Thượng mà chịu xây cái miếng đất bên kia thì một ngôi chùa quá lớn luôn, quá hoành tráng luôn. Thấy không? Nhân Đức nói Phật tử ở đây có phước lớn. Phật tử ngoài miền ngoài bao nhiêu lần họ rủ Nhân Đức ra ngoài đó, nhưng mà Đức không bao giờ đi. Tại vì cái duyên của Nhân Đức nó ở đây. Thấy không? Nó duyên nó ở đây, nó dày quá đi đâu. Nên từ nơi đó mà Phật tử miền ngoài người ta nói rằng kiếm một ngôi chùa chuyên tu như ở đây một ngôi cũng không có. Nó nhỏ cũng không có. Chuyên tu toàn là đạo tràng, cư sĩ nhí không à. Không có cái ngôi chùa nào chuyên tu rốt ráo như gì. Nên quý vị ở đây một khu vực này thôi mà 3-4 điểm chùa gì quý vị có phước cỡ nào chưa? Quá có phước báo nha quý vị. Giỡn đâu. Tết nhất cái lễ lọc thứ bảy chủ nhật là được về chùa. Như Đức nói vị bây giờ là mỗi tuần thứ bảy chủ nhật mà bị về đây bị tu nghe. Giết rồi bị thấy một tuần bị làm việc qua mau cấp kỳ. Qua mau dữ lắm. Thì bị thoải mái lắm, ngày nào như Đức cũng giảng. Bao nhiêu chương trình bị coi hoài, thời gian qua mau cấp kỳ. Lúc nào bị rảnh là bị bấm lên bị coi. Ngày nào như Đức cũng làm chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ đưa lên mạng suốt. Rồi hai buổi giảng cố định bị cũng được nghe. Động viên hoài, giết nó cỡ sạch nhất. Thấy không?
cởi sạch giáp thì nó mát mẻ. Bây giờ mấy bà nhiều cái phiền não chói buộc quá thì phiền não thì nó nóng nực. Bây giờ mấy cô cởi sạch giáp chân rồi thì mát chân sao? Hiểu không? Nên từ nơi đó mà giảng pháp bây giờ nó phải là kích thích nhân sinh, giống phù hợp nhân sinh, tùy ý nghĩ của người ta thôi. Mà bây giờ người ta muốn nói mình cái gì cũng khó nói nữa. Có nhiều người nói thầy giảng sao nó rõ ràng quá. Tôi rõ ràng quá nhưng mà tôi rõ vậy thôi đó, chứ cái gì đâu mà ràng. Thấy không quý vị? Tôi nói cỡ sạch nhất mà tôi nói là cái câu gì? Phiền não chối buộc nó. Còn vị nói cỡ cái gì thì tùy vị. Đúng không? Nhưng mà làm gì không cỡ? Ngày nào cũng cỡ mà. Không lẽ đi tắm không cỡ ra? Hiểu không? Nên mình sống ở trong cuộc đời này, có những lúc cần cỡ thì phải cỡ. Đúng không? Còn những lúc không cần cỡ thì đừng có cỡ tầm bậy. Đó. Còn cái chuyện mà phiền não chối buộc thì cỡ ra là tốt rồi. Này quá hay quý vị. Quá đặc biệt luôn mà, thấy không? Nghe Phật pháp chỗ này sao nó đặc biệt quá quý vị. Nó tự nhiên trong hoàn cảnh nào tự nhiên mình cũng tự tại chứ chàng. Bây giờ nghèo nhất đi chăng nữa, có ba bữa cơm ăn, trong nhà không có một miếng gạo, thì chỉ cần nấu ăn có gạo nấu là được rồi. Giờ nào nấu ăn là có gạo nấu là được rồi. Gạo nhiều bao nhiêu, tiền bao nhiêu kệ, miễn nấu ăn có gạo nấu là được. Như vậy thì quý vị cũng vui trong hoàn cảnh đó đi. Đúng không? Đây là nói tệ nhất rồi đó quý vị. Đó, nên từ nơi đó mà cuộc đời nhận đức bây giờ gì vui, thoải mái. Tại sao? Bây giờ 2000 con người này cũng bây giờ nó nặng đầu thì biết nặng thì sao? Giờ cứ làm, cứ lo bình thường thì việc gì ngày nào nó cũng bình thường. Rồi mấy chục ngàn con người về dưới Di Đà, cuối cùng cũng xong thôi. Thì chờ xem lễ Vía Quan Âm 19 tháng 2 Quan Năm nè. Vía Quan Âm này dữ dằn lắm nè. Còn cái lễ Vía Di Đà Quan Năm rồi quý vị thấy còn kinh hơn. Tại vì qua cái chương trình này người ta nhìn ai mà không muốn lợi dự cái chương trình này quý vị. Từ hôm nay thật sự mà nói pháp thí mình mà đã tặng rồi những ngày lễ rồi quý vị. Xả láng hết thôi. Làm tới lưu thử coi sao. Không nói thiệt, cỡ mở cái tâm gan vị nó nhẹ lắm quý vị ơi. Còn nếu mà còn cái ràng buộc là phiền não lắm. Đúng không? Rõ ràng quý vị. Bây giờ nếu chúng ta mà không tham thì không phải chúng ta ở cõi này. Công nhận quý vị. Ai mà nói mình không tham mới sợ. Nhưng đức cũng tham ý. Mà chúng ta tham với một cái phạm vi nào? Bản thân mình nhận thức đi. Ngày xưa mình không biết tu, đa bằng mình tham vì một cái hoàn cảnh của mình không? Vì cái bản thân của mình không hoàn toàn luôn, đúng quý vị. Nhưng bây giờ chúng ta tu, chúng ta có nghĩ gì người ta mà tham là cũng được chút rồi đó. Có tham mà quý vị. Bây giờ chúng ta nên chấp nhận mình đi quý vị ơi. Chứ mình đừng có cho mình là một người Phật tử cao siêu gì. Mình còn tham. Còn sang không? Còn si mê không? Ở đây mà cái nguồn gốc của tham sân si mà không còn thì chúng ta không phải người ở đây. Đúng không? Khi quý vị chấp nhận quý vị tham sân si thì quý vị mới hóa độ được tham sân si 100%. Vì sao? Đồng loại mới dẫn đi được. Thấy không? Ví dụ như bây giờ con kiến nó sanh vào kiến, nó là Bồ Tát mà sanh vào làm kiến thì nó phải là một con kiến chúa số 1, nhưng hình tướng không khác con kiến kia thì nó mới dẫn nguyên một đàn kiến đi được. Đúng không? Còn sanh làm người thì Bồ Tát phải tham sân si, nhưng Bồ Tát vẫn sống trong đạo đó mà tu thì chúng sanh tham sân si mới nhìn đó, thì mình mới dẫn tham sân si đi tìm giáo pháp giải thoát. Đúng quý vị? Nó nên quý vị phải nhớ quý vị là phải còn tham sân si, dù không còn cũng phải còn. Đừng có nói mình không có, mà mình phải còn tham sân si.
Mình về mình nói với ông chồng: tôi tham sân si lắm cho ông biết. Tại người thế gian họ thường nói mình là, mình thường nói mình: tôi giờ tôi không muốn tham sân si nữa. Thì người thế gian họ ghét lắm quý vị. Bây giờ mình nói là tôi tham sân si lắm. Hiểu chưa? Đó. Nên mình đi tu mình giải thoát nghe không? Nhưng mà mình về đi, mình nhìn biết chồng mình nên làm sao. Mình lỡ nghe, mình thấy con cái đi vắng hết trơn, mình lỡ mình nhảy vô lòng của mình ngồi. Mấy bà để đây trong kỳ công quy trẻ làm gì bà? Tôi tham lắm. Hôm nay tu thì tu vậy thôi à, họ nói mình vậy đó. Tu thì tu vậy thôi chứ dữ lắm đó. Vậy đó mà họ phái mình quý vị à. Rồi mình ở trong hoàn cảnh đó mà khi họ gặp kiếp nạn, gặp tai nạn gì, mình là người rất bình tĩnh, rất là bình tĩnh à, cái này mới là cái độ nè. Vì mình quá bình tĩnh thì họ mới hỏi quý vị: vì sao mà giữ được bình tĩnh đó? Mình nói: học Phật mà được như vậy. Lúc càng nói càng hỏi thì nói ra: tại sao ông thấy tôi như vậy? Vì tôi không như vậy làm sao cùng với ông sống với nhau, đúng không? Đã cho ông bao nhiêu năm nay rồi thì còn cái gì mà giữ nữa. Đã chơi bao nhiêu năm rồi thì chơi xả láng luôn chứ còn cái gì nữa bây giờ, đúng không? Bây giờ đã hiểu rồi thì thôi, tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa chứ. Nhưng bây giờ ông hỏi tôi nói cho ông nghe thật sự với ông. Giả tạm lắm ông à. Đến lúc nói mới nói nghe quý vị. Lúc càng nói mới nói nghe. Chứ bây giờ mà đi lại chùa tu tập xong, bây giờ con có tâm giải thoát, Phật ơi con không muốn những chuyện đó nữa. Phật nói: có vấn đề đó con. Có trở ngại gì con còn ở cõi ta bà này? Con còn làm vợ làm mẹ người ta, con còn sống với bao nhiêu con người mê hoặc điên đảo, hiểu không? Nên Đức Phật khi mà thành Phật rồi, ở trong cái chốn tăng đoàn có bao nhiêu con người bảo vệ Phật, có quý vị có ai đâu bảo vệ cho quý vị. Cùng sống với họ mà, quý vị đi ngược lại với họ quá có chừng nó bóp cổ bị chết, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu quý vị à. Nên tại sao mà Đức Phật đi đâu cũng 1250 vị tỳ kheo, thì tử Đức Phật trong đó nhiều bậc cao thủ không? Ai mà nhào vô kiếm chuyện Phật đi là có chuyện với họ đó. Trong những người đó có những người hộ pháp cho Phật. Đức Phật không cần nói gì, Đức Phật ngồi im gu là có người nhảy ra liền vì họ hộ trì cho Phật. Hiểu không? Còn bây giờ quý vị mới tu đây, bây giờ quý vị chống lại họ hoàn toàn hết trơn, ai hộ trì quý vị? Tại nhà nó quýnh vị rảy răng luôn cho quý vị biết, te tu tả tơ luôn. Lúc đó quý vị đem cái mặt mà bầm nâu lại đây, những đức tán thì một cái này bỏ tặc được dạy hết trơn rồi mà còn không khéo léo để cho nó quýnh, để cho nó quýnh là do tại mình, lỡ còn thầy còn mắng thì một chập, đừng nói mà tội nghiệp. Học Phật nghe pháp bao nhiêu năm nay, dùng bao nhiêu tuyệt chiêu giao truyền cho hết, gì mà để thằng chồng đánh, dại quá, hiểu không? Mình làm sao mà mình dùng tuyệt chiêu trí tuệ thế bản thân mình không bị đánh? Khéo đi, hiểu không? Nên Phật pháp dạy không có trở ngại, hiểu không? Nhớ kỹ nè, chỉ cần quý vị trong cuộc đời này, quý vị nhìn được cái cuộc đời này khổ đau vô cùng, không có gì thật, quý vị tự biết điều đó đi. Tự biết cái điều này đó cho chân thật mà nhắm mục tiêu rõ ràng là cõi đời này có thật không, quý vị hãy nhắm thẳng mục tiêu và rõ ràng từ tâm quý vị hiểu đi. Còn người ta chưa hiểu điều này đừng nói, không cần nói gì chứ, hiểu không? Quá đặc biệt rồi. Còn nếu như mà ta bỏ mình thôi, quá tự tại. Ta bỏ mình mà mình không bỏ ai nghe, tuyệt đối không bỏ ai, tuyệt đối không bỏ ai. Mà ta đã bỏ mình thì thôi, mà bỏ rồi mà quay lại hồng chờ. Bỏ rồi mà
Ta bỏ rồi là xong việc rồi, bây giờ mà quay lại là mình tiêu. Chứ đừng có nói rằng thôi nợ nần nó còn đó. Giờ phải trả nợ thôi, thiếu nợ thì trả đi. Mà thật sự mình phái cái nợ này, mình làm bộ nó trả nợ cho mình phái. Nhào vô mà mình nói thiếu nợ trả đi, mình than cái gì? Mình mừng chết cho than. Tại mình đó quý vị ơi. Hãy suy nghĩ tặng đáy lòng đi rồi sẽ biết mình sao. Đúng không? Sẽ biết mình sao liền có gì đâu. Quý vị thấy những đức chia sẻ này, bọc pháp nó quá sâu sắc cho quý vị. Tặng đáy lòng của phàm phu chúng ta đúng không? Đó, phàm phu phải nghe vậy đó. Chứ bây giờ mà nói trên trời dưới biển ngồi làm nè. Ô, tài giảng hay quá, hay quá. Con hiểu gì không? Dạ không. Chịu thua. Hiểu không? Nó nên nhớ kỹ câu những đức nói Phật pháp đã học rồi, trong hoàn cảnh nào cũng không có trở ngại. Trở ngại là do tại mình 100% luôn. Ồ, cái câu này mà nắm được đi, nó tự tại gì đâu quý vị. Ô, quá tự tại. Hiểu không? Nó giờ người ta tặng mai, bản thân mình là học Phật có lâu năm cỡ nào mình cũng biết cái nguyên lý này là cái duyên, cái nhân, hoặc là đây là một cái phương tiện của thầy. Mình biết điều đó nhưng mình phải nhào vô. Mình phải như phàm phu bình thường, chứ không phải nói là tôi hiểu rồi. Trời ơi, nhà tôi mai một đông, căng gì nhận cái mai này làm chi. Nếu nói vậy thì ông thầy diễn đâu có còn hay ho gì nữa. Đúng không? Ông thầy không nói phương tiện cái mai là may mắn nghe. Đem bao nhiêu công đức của một năm tôi hồi hướng vô nghe. Đem về đi may mắn lắm nghe. Cái đó là phương tiện của ông thầy không nói thôi. Còn mình hiểu không hiểu gì. Hiểu gì mình cũng nhào vô. Mai của tôi. Mai của tôi, mai của tôi. Hiểu không? Nhưng người ta không có, người ta buồn, mình không có bình thường. Đó là cái hay vô cùng luôn. Mình nhào vô mình càng quét. Tại vì quý vị ơi, độ sanh trong thờ cuộc, người ta mê hoặc điên đảo. Hãy hiểu nguyên lý này nghe. Nó nên á, giống như giờ tặng đèn bông sen, tặng từng buổi chi vậy? Thu hút cái người chưa đến, thu hút chòm sớm láng giềng luôn. Nó đồn tá lả âm binh ra chòm sớm láng giềng, nó kéo tới. Sao mà có 5 kg gạo mà thông báo sùm chi à? Ta nói ông này đồ người ta cúng dường cho ông mà ông đi khoe không cho. Tôi khoe mà tôi kéo nguyên một cái vàng sớm làng đến luôn. Thấy không? Sớm làng nó ngồi nó nghe niệm Phật ngoài kia kìa, chờ 5 kg gạo. Đúng không? Đó. Xong rồi nhà Đức nói gạo này không có đơn giản, đổ vô cái lu là gạo nó nổi lên, nó nhào vô gạo. Thấy không? Nó rồi dẫn dắt từ từ, dẫn dắt từ từ. Hiểu cũng như không hiểu đi, hãy hiểu để trong tâm. Đừng có hoàn toàn hiểu mà qua mặt ông thầy, thì ông thầy ông diễn cho ai coi? Đúng không? Phật pháp ngày xưa người ta đâu có nói gì. Nói gì là lộ hết rồi. Thiên cơ bất khả lộ mà ta lộ sạch nhách luôn. Mà cái cách lộ của mình là lộ nhân sinh. Hiểu chưa? Còn mình bật mí những cái mà con người ta không nắm được thì đừng có bật mí tầm bậy. Bật mí tầm bậy là không phải đi liền. Còn không đi là đồ giả. Hiểu chưa? Là con người ta là nhân sinh phàm phu thì chúng ta phải bật mí nhân sinh phàm phu. Nó có người ta nghe nó, thầy công nhận giảng hay ghê. Không? Đó, bật mí nhân sinh phàm phu. Chứ không có được bật mí những chuyện quá khứ hiện tại bị lai. Những cái chuyện đó không có nói. Cái chuyện đó có ai biết đâu mà nói. Nói cái mà người ta đang biết nè. Nó cái mai, gạo,
đó, đầy bông sen mấy thì Phật. Cái này trong phạm vi của mình rồi, đúng quý vị? Mà quý vị thấy cũng rõ ràng, nhào vô bay vô thì có liền, còn nhiều tên ngồi không có cái gì luôn, ngồi bên nhà ăn qua không có cây mai luôn. Mấy cái bà đến sớm 12 giờ quay vô mới đến, bà có cây mai bà giác về kinh kinh về luôn. Tụi mấy bà qua trễ có cây nào đâu, đúng không? Thì trước mắt là phàm phu là nhìn thấy rõ ràng gì. Vì hỏi người ta tại sao mà đồ nhà chùa tặng mà sao mà mấy cô hô hà bay vô, mấy cô nhận nhanh lẹ dữ vậy. Nói tôi không nhanh lẹ sao có. Thấy không? Nó phù hợp vào cái cuộc sống nhân sinh. Nhưng mà nhào vô mình thấy người ta ham quá, mình là bộ mình cũng nhào nhào vô, mình để người ta lấy đại đi. Nếu mà người ta được kể người ta, cái người ta không được người ta buồn dữ lắm, còn mình không được mình cũng làm bộ. Cây nào, không có cây nào hết trơn. Nhưng mà trong tâm có buồn, đúng không? Vì nguyên lý mình hiểu hết trơn rồi, đúng không quý vị? Đó. Nhưng hiểu thì hiểu, nhưng mà vô quý thầy quá nên thích cầm cây mai về, đúng không? Nó có cây mai trồng, tự nhiên cây mai nhà chùa tặng, của thầy tao đó mày. Hiểu không? Nhưng mà nó có cái cảm ứng này nè. Cái cảm ứng là khi quý vị mà trong lòng hơi buồn buồn chuyện gì đó, vừa nghe những tiết giảng mà bước ra gặp cây mai, tự nhiên cây mai nó nói chuyện với bị nghe. Lạ vậy đó quý vị. Cây mai quý vị hỏi nó, thầy tặng cho tôi cây mai này, mà giờ tôi buồn quá, thầy nói rằng có cây mai nó may mắn, mà tôi thấy thì sao, cuộc đời tôi sao tôi không thấy cái gì may mắn. Mà xong cây mai nó nói cho bị nghe. Cây mai nói cái gì? Hiện tại cô không có may mắn là vì cái nhân cô tạo nó không có may mắn. Chỉ cây mai là một cái tên gọi, còn may mắn là cô tạo. Không, cây mai nó trả lời vậy đó. Không, những đức thế cây mai nói cho quý vị nghe. Để khi quý vị nhìn cây mai trả lời cho quý vị nghe. Đúng không? Nó. Rồi quý vị buồn chuyện gì, quý vị nhìn cây mai, thì cây mai nó nói rằng học Phật không có trở ngại. Nguồn gốc của cái buồn từ đâu? Hãy tìm nguồn gốc của cái buồn. Nguồn gốc của cái buồn là do có cái ta mà sanh cái buồn, đúng không? Có cái ta còn, ta đây, ta hiện tại mà buồn. Rồi một ngày nào ta có còn đâu, rồi cái buồn này đi về đâu? Đi vào vĩ vãng, trở thành túc nghiệp. Túc nghiệp, túc căn là gì? Tại vì sao? Cái A lại gia thức của cái thức thứ 8, quý vị không siêu thoát, cái thức này nó cứ lang thang, nó tìm nhân địa chỗ nào mạnh nhất thì nó nhập vào chỗ đó, hiện cảnh đó. Thì trong A lại gia thức nó có sẵn hết trơn, thì bây giờ nó hiện ra cái khổ là từ cái nhân quý vị đã tạo. Vì tâm thức quý vị đâu có mắt đâu quý vị, đúng không? Đó. Nhưng mà do gì cái buồn cái khổ là ta đây, ta đang ngồi đây và ta đang hiện hữu. Cả cái này là của ta, nhà này của ta, nhà này của ta, gia đình của ta, chồng của ta, thật sự là của ta. Nhưng nó sẽ có tồn tại của ta hay không? Này cực kỳ sâu sắc quý vị. Thấy không? Thấy không? Đó. Hiện tại thì bây giờ mình nói chối bỏ thì không được. Nhưng chúng ta giả trang giữa cái sự diễn giai, giai vợ, giai chồng, giai con diễn trong đó. Nhưng chúng ta biết được nó không phải của ta. Nếu như quý vị đem nguyên văn trong Phật Pháp buông xả mà nói cho chồng con gia đình nghe, người ta sẽ không chấp nhận quý vị. Khi học Phật lại nói ra những lời nói kỳ cục vì người ta không hiểu. Nên bản thân mình phải hiện anh à, em à. Là vì sao? Vì vợ chồng của mình họ chưa hiểu nên mình phải diễn như vậy. Nên thấy con đi vắng nhảy lên lòng chồng ngồi, cho ông nặng thấy mồ luôn, cho ông biết
Đúng không? Có sao đâu, thấy không? Cặp vô gần gỗ ổng hung ổng lia lịa. Nói bà bữa nay xong bà thấy bà ghê gớm quá. Tôi bây giờ tôi rất là ghê gớm. Công dặn cái bà này bà học Phật chứ bà giữ dặn thiệt trẻ. Hiểu không? Nên từ nơi đó nó làm quý vị tung tăng, quý vị làm quý vị rất là vui nghe quý vị. Còn bây giờ quý vị cứ đầm đầm giảng sanh, đầm đầm giảng sanh. Nó chưa giảng sanh mà quý vị thành con khỉ khô. Học Phật mà thành con khỉ khô. Chứ không có chuyện giỡn đâu. Cái giải thoát không phải là đợi chết mới giải thoát, mà Phật Pháp là giải thoát hiện đời. Có cái anh chàng lại hỏi Như Đức: thầy, Phật Pháp dạy con người ta là giải thoát, còn thầy bây giờ thầy học Phật xong thầy vô quan tài thầy nằm vậy, vậy bao nhiêu con người quý trọng thầy là học theo thầy đi vô quan tài nằm, vậy cái lối sống đó là lối sống tiêu cực. Những Đức nói: anh nhìn tất cả những việc làm Những Đức có tiêu cực không? Đúng không? Cái người ta tiêu cực, gia đình của mình mà còn không phấn đấu được, khổ đau của mình mà không cởi mở được. Còn anh coi tôi nằm trong quan tài mà tôi bước ra thì anh coi tôi làm bao nhiêu chuyện gì, làm sao gọi là tiêu cực? Thấy không? Tôi tích cực để hướng người tích cực, tôi tiêu cực trong quan tài để dạy con người vô thường. Vô thường rồi xong tôi bước ra khỏi quan tài, tôi hướng đến tích cực sống nhân sinh. Làm sao mà nói là tiêu cực được quý vị? Đúng góc độ kém cỏi. Không phải nhận thức cực kỳ sâu sắc nữa. Làm gì, nhìn qua cái công việc người ta làm gì mà tiêu cực? Tiêu cực làm sao mà nói chuyện với vị nghe gì? Cái người người ta đã không có năng lượng thì người ta bước lên nói chuyện thì sao? Quý vị à, cuộc sống của thầy nó khổ lắm. Mỗi ngày mấy ngàn người nó pháo giấy thầy. Sáng mở mắt ra là tiền. Chắc thầy chịu không có nổi đâu. Tôi nghĩ đi, là tiêu cực lên than thở để người ta đưa tiền. Còn giờ quý vị thấy Những Đức nói chuyện không? Đều là cởi mở những sự khổ đau chứ quý vị. Làm gì tiêu cực, đúng không? Cái người mà không có năng lượng sao nói chuyện kiểu này quý vị? Từ hồi sáng sớm Những Đức thức dậy, Những Đức giảng pháp 2 buổi, thấy không? Xong Những Đức qua bển ăn cơm một số việc, xong Những Đức chạy về bên đây, Những Đức còn sắp xếp cái vụ mai. Xong Những Đức lên trên kia gặp cái đoàn làm phim, Những Đức nói chuyện luôn một phát một tiếng rưỡi đồng hồ với họ. Xong tới 8:30 lại bị đăng nghiệm đi chung bên đây, Những Đức xin phép họ chuẩn bị trở về đi tiểu. Chứ giờ sao bây giờ? Thì 8:30 qua đây giảng không đi tiểu chứ, rồi qua đây mắc tiểu thì sao? Chứ sao bây giờ quý vị? À, giảng gì mà hay đó. Thấy chưa? Cái thời gian đi tiểu là cái thời gian đó quý vị biết sao? Phải từ từ. Tại vì sao? Tại vì mình đi tiểu gấp quá, thận bị ảnh hưởng thì sao? Mắc tiểu dữ lắm nhưng mà đi từ từ. Cứ từ từ. Ao ngồi từ từ, đứng đi qua đứng từ từ. Đứng từ từ qua đó ngồi thở thở. Ngồi giống bị đê chết mồ luôn. Đúng không? Nó đứng đi từ từ. Mà lúc đứng đi từ từ phải làm việc nữa. Làm việc gì? Mày đi thì đi. Còn bản thân mình phải như thế nào? Nhẹ nhàng niệm vài câu Phật hiệu. Để làm chi? Để dịu cái đầu óc lại, tại nói chuyện tiếng mấy đồng hồ. Phải suy nghĩ từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, tới đi tu sao sao kể cho người ta nghe, để ta viết kịch bản quý vị. Thì nó cũng là động não chứ giỡn đâu. Thì cái thời gian đi tiểu để xả chết, xả tất cả những cái nghĩ đó ra để trở lại đầu óc tự nhiên lại. Thấy không? Bước ra trong lúc đắp y, tay cứ đắp y, nhưng đầu óc thì cứ nhớ Phật để dịu đầu óc lại. Thấy không? Dịu đầu óc lại. Không có thời gian ngồi để mà niệm Phật hít thở một chút. Thì phải vừa đi, từ bên đó đi qua đây, hít một hơi thở thiệt sâu, niệm nhẹ nhàng câu Phật hiệu. Từ đó đi qua đây, bước xuống tới cầu thang thì gặp mọi người.
không có được làm gì rồi, thì gặp mọi người phải trở lại bình thường. Rồi bắt đầu là qua đây giảng pháp tới giờ luôn. Đúng không? Đầu óc làm việc hoàn toàn, thời gian nào cũng làm việc hết quý vị. Nhưng mà vì sao an lạc? Vì buông được. Chứ đúng rồi, cái buông được thôi. Đó. Vì thì tu hành trong cuộc sống nhân sinh này, quý vị nói, quý vị bị trở ngại là do tại mình. Trong khi công việc của ông thầy nhiều gì, thấy không? Rồi nguyên buổi chiều nay bắt đầu là gặp từng ban, từng ban, từng ban. Hết ban này tới ban kia, ban nọ, mà bữa nay ngay ngày mấy cô nghỉ là tối phải giảng kịch liệt. Tại vì để lại một kỷ niệm cho họ đi tu. Thêm một cái nữa, họ nghỉ mỗi tháng một lần có một buổi giảng để gì? Nữ, để câu nữ. Không có nữ lấy gì làm chùa. Thấy không quý vị? Cho mấy bà cạo đầu, cạo lông mi đồ sạch sẽ. Thấy không? Ê quên, cạo đầu với cạo lông mi kỳ lắm đúng không? À, cạo lông măng, quên nó lộn lông măng. Cạo đầu đồ sạch sẽ. Mấy bà ngồi, mấy bà diễn trình, nhìn mấy bà sáng sủa, quay phim lên. Mình giảng về tư tưởng để cho những người nữ trẻ người ta coi được mà tao có tâm nguyện đi tu, người ta đến người ta tu. Hiểu không? Ở một chỗ phải làm vậy đó thì mới có người ta đến. Chứ mình đi kêu ai, viết thơ kêu ai đó, mình phải làm cách đó, phải không? Xong rồi, thấy không? Trở về đây gặp mấy cô bên đây, nó bắt đầu là thêm một buổi giảng cho mấy cô bên đây. Một là tư tưởng, hai là động viên, ba là có hình ảnh. Xong làm phim xong cho mấy bà coi là mấy bà thấy mấy bà ý nghĩa, mấy bà xuyên ở trong chùa, thích ở chùa quý vị. Đó. Xong trở về mấy chú bên khu tăng bên đây gặp mấy ổng chập nữa. Xong trở về bên kia ngồi coi cái này kia với mấy cô bên kia. Tại sao? Vì để mấy bà rảnh cũng có chuyện. Rảnh quá thì chia rẽ tùm lum. Một hai bà ngồi góc này góc kia hoặc đi lang thang xung quanh chùa. Mà thường đi lang thang là thường có chuyện. Vì sao đi lang thang rồi ra cổng chùa đứng nhìn ra ngoài đường? Thì lúc đó là sanh tâm. Sanh tâm nhớ về quê nhà. Đoạn luôn cái nhớ quê nhà bằng cách bản thân mình ngồi. Bản thân mình là cục hít 500. Mình hít mấy bả vô một chỗ. Đúng không? Ngồi nói chuyện cho bả cười thêm một chập nữa. Rồi coi cái này kia chơi một chút. Mấy bả đuối quá. Xong mấy bả đi ngủ hết trơn. Sáng thức dậy bả phải re. Tại vì bả đi ngủ chứ không có bị vọng tưởng buồn lo. Rồi nhắc nhở nói điều này điều kia cho mấy bả vui. Nên mấy quý vị mà làm chồng mà làm vợ mà có khả năng đó thì gia đình quý vị nó hạnh phúc cỡ nào. Mình kể chuyện năm trên năm dưới gì không biết. Nhưng mà làm sao cho vợ chồng mình nó cười vui là thấy hạnh phúc rồi. Rồi xong mình mới đưa Phật Pháp vào. Đoạn nào là đoạn phù hợp để đưa Phật Pháp thì đưa Phật Pháp. Đoạn nào không phù hợp thì năm trên năm dưới. Tại vì con người có nhiều cái năm trên năm dưới dữ lắm. Nhưng mà mình trong cái phạm vi năm trên mà không nhiều chuyện của ai. Thấy không? Từ nơi đó mà từ từ rồi thấy phù hợp, phải không? Kích Phật Pháp vào. Dính. Đó. Không phải đơn giản nha quý vị. Nghe thấy không? Phật Pháp phong phú chưa? Dễ làm không? Không đơn giản hả? Nó. Nên mấy cái người ta viết kịch bản, ta hỏi Như Đức là thầy suy nghĩ một chút coi, thầy kể dùm từ lúc thầy còn nhỏ cho đến khi mà thầy đi tu, nó khỏi cần suy nghĩ, anh muốn hỏi đoạn nào trả lời đoạn nấy. Hỏi đoạn nào nhớ đoạn nấy, tôi khỏi cần phải suy nghĩ chi. Hiểu không? Vì sao? Con người ta tại sao thường phải suy nghĩ? Tại vì người ta bị văn tự chói buộc nên suy nghĩ. Quý vị biết rằng khi quý vị đi học, quý vị tả một cái đoạn văn của nhà quý vị. Không lẽ quý vị đi nói nhà bị sập, nhà bị cái đó gì thì văn có hay. Sập thì sập rồi, nhưng mà mình cũng nói cái đoạn đó gì gì. Mình ốp đường muối bột ngọt vô một chút thì văn quý vị hay chứ có gì đâu. Hiểu không? Viết kịch bản của viên nó cũng mau. Tại vì sao? Chỉ cần có cái khung. Cái khung nó đã có. Cái khung có là cái gốc. Mà cái khung đã có rồi thì cái diễn bài kia thì phải làm sao phong phú. Viết khỏe re hay gì đó. Nghe không? Trong cái lúc đoạn văn thì mình ví dụ thêm.
cốc nhái anh ương gì mình ghi vô thiếp, hiểu không? Thì tức khắc văn mới bị hay, mà cái khung là dữ. Người ta coi thì thấy cái khung, còn cái diễn bài thì làm sao mà bắt mắt hay là đạt. Khỏe đe vậy đâu khó quý vị, hiểu không? Giống như những Đức bây giờ chỉ nhìn qua câu chuyện, hoặc nhìn qua một con người như Đức kể qua câu chuyện, kể sao không biết mà có câu chuyện đó được rồi, hiểu không? Mà không biết à, câu chuyện này ở đâu, mà lại câu chuyện này đến với từng người, hiểu không? Đó là cái đặc sắc của Phật pháp đó quý vị. Nên những Đức mong quý vị học Phật đừng có chấp tướng quá nặng cho thành người phiền não, hiểu không? Chấp tướng quá nặng cho thành kẻ phiền não. Một câu chuyện kể một lần này là như vậy, lần thứ hai cũng câu chuyện này mà kể khác, lần thứ ba cũng kể khác. Vì sao? Vì nhìn con người ta trong lúc nghe câu chuyện này là hạng người nào, là hạng người nào, đúng không? Nếu như câu chuyện này dành cho bậc thượng lưu mà đây là bậc hạ lưu nghe, thì chúng ta phải kể cho bậc hạ này nghe câu chuyện này để họ nghe được chứ. Còn nếu đi đến bậc cao cấp thì phải kể câu chuyện này ra trở thành cao cấp. Quý vị mà học Phật như vậy thì trình độ quý vị tuyệt vời lắm quý vị ơi. Tiếp xúc với ai cũng yên tâm, tự tin, tại vì có chuyện để nói hết, trở thành nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều chuyện có lợi ích nha quý vị. Quý vị thấy một tiếng mấy đồng hồ rồi đó nghe. Tiếng mấy rồi đó. Tiếng mấy đó mà nhìn xuống mà thấy mặt mày đẹp kiểu này là được. Không, chia sẻ Phật pháp mà không có ai ngồi ngủ gục là cũng được. Có người ngáp thì không đến nổi, tại vì ngáp á nó cũng không chắc quý vị, ngáp cũng chưa chắc buồn ngủ. Mà tại sao quý vị biết không? Vì ngồi lâu quá nó ứ hơi. Ngáp là một phương pháp để xả hơi, không? Ngáp không phải là điều mà gọi là bị người ta cười chê gì đâu, mà ngáp là một phương pháp để giúp cho cơ thể của mình nhẹ nhàng. Ngồi lâu quý vị, thấy không? Ngồi lâu nên nó ứ bụng lại, hơi bụng nó tồn lại, cái căng nhẹ nhàng, nên cứ ngáp tự nhiên có sao chứ, thấy không? Nhưng mà khi mình ngáp nha, chứ đừng có mà nhớ nghe quý vị, khi ăn uống cũng gì, mình là người nữ dù là có chồng gì cũng gì, cũng đừng có tùy tiện. Khi ăn uống mà lỡ hạ ho một cái, mình cũng ra vẻ phụ nữ một chút, chứ đừng có nghĩ mình có chồng có con rồi á gì thì hiểu không? Chồng mình nó để ý mình, nó bỏ mình đó. Rồi mình ăn xong mình có đánh răng, rồi mình có xỉa răng, mình cũng che miệng, chứ mình đừng có mà nghĩ là đây là chồng rồi mình nghe cái răng ra. Chồng nó thấy ê hề quá, mấy bà cũng bị bỏ luôn. Nó đó là cái hành động nhìn nó không còn cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Mà cái người phụ nữ thường đẹp là họ có cái ngại ngùng, người phụ nữ là phải e thẹn. Còn mình nghĩ là vợ chồng mình không còn e thẹn gì nữa chứ, thì nó không còn người phụ nữ đẹp nữa, đúng không? Đó. Mình là phụ nữ nó khác đàn ông. Ví dụ như đàn ông thì nó thoải mái một chút, còn phụ nữ ví dụ như mình ngứa lỗ tai đi, mình muốn gãi lỗ tai nó cũng ấy, chứ không phải mình đưa nguyên lỗ tai đẹp vô. Ghê quá, chồng nó nói gớm quá, hiểu không? Rồi bây giờ mình ngứa lỗ mũi mình chơi nguyên cái ngó tới út mình sọt vô, mình đem ra mà mình còn nhìn mình liếm cái đó. Chồng nó nói thôi con vợ rồi, thấy ghê quá trời, thấy ghê à, hiểu chưa? Nó nói, rồi có nhiều bà ở dơ là gì, móng tay không chịu cắt mà cứ ngồi đâu cắn móng tay, chồng nó nhìn ê hề quá. Ra ngoài nó thấy con nhỏ khác mướt được, nó mê, nó bỏ mình, tại do mấy bà tu thì tu chứ, hiện tại còn sống cõi đời mà gọn gẽ một chút, đừng có tóc tay tìm nhem tóc vuốt, thấy ghê. Tết rồi mình cũng chơi cái kiểu tóc gì cho nó xịn xịn chút, hiểu không? Bây giờ mỗi năm thì mình mua đồ này đồ kia mình bận, bây giờ mình ra tiệm mình kêu người ta may đồ tu, mà kiểu đồ tu mua đen một chút,
mình bận luôn mấy ngày Tết, nhìn mình nó nhã nhặn, nhìn đẹp, đúng không? Kiếm cái khăn tròn cổ cái nữa tràn, cái cách mà diễn lại của mình. Ngày xưa bận áo dây áo này áo kia đi ra đường bụi bặm đóng tùm lum, bây giờ mình bận áo mà thiết kế lại đồ tu, rồi xong có cái khăn tròn cổ cái nữa, quý vị đi nhìn quý phái gì đâu, quá đẹp, tại Tết mà. Cái quan trọng tu là tu mà, còn cái hình thức nó phải coi được chút, thấy không? Những đức vẫn thích vậy đó, chứ thấy mấy bà tu mà xấu quá coi cũng không được. Tội nghiệp cho mấy bà, người ta chê mình, rồi ai tu theo mình, thấy không? Nó nên từ nơi đó mình phải khéo léo cái vụ này. Cái chị này là kỹ lắm đó nghe, chị này rất là kỹ đó nghe, thấy không? Đó. Cùng mình lâu lâu nó nói chứ dù cỡ nào những răng cổ phải sạch sẽ, thấy không? Lâu lâu mình ra tiệm răng nó cạo voi rồi sạch sẽ, Tết nhất mà mình cũng phải coi nó coi được một chút, để mình cười lên cái coi sạch sẽ. Còn mình ăn chay mà mình ăn xong rồi mình đi đâu mình cũng cầm thêm mặt kính nho nhỏ, mình coi coi nó có dính vô răng tùm lum không, đem vài cái tăm ra xỉa là xong. Chứ bây giờ cười ra mà cái hàm răng, dính rau tùm lum. Nhìn cái thằng chồng nó, sao mắc cỡ với mày quá trời bất cỡ. Người đàn ông nó ngộ vậy đó. Đàn ông nó hơi bày hay chút mà đàn bà phải gọn ghẽ. Ta dí người đàn bà như loài hoa vậy. Đàn ông này như ông bướm. Mà hoa mà có hương vị thì bướm nó mới bay theo. Thấy chưa? Cái này là ông thầy dạy quá kỹ đúng không quý vị? Nó. Không mà quý vị thấy dạy gì thấy chấp nhận quý vị? Đúng mà chồng quý vị cũng chấp nhận, nhưng nó thiệt luôn. Có khi chồng muốn nói quý vị khó, nói quý vị không hiểu, quý vị nói chồng bây giờ chê mình. Nhưng mà ông thầy dạy quý vị không nói được. Tâm lý thai chồng quý vị. Hiểu không? Làm thầy dạy người ta đâu có đơn giản đâu quý vị. Tâm lý thay chồng người ta để độ chồng người ta. Còn nếu mình tâm lý ngược chồng người ta, người ta ghét mình luôn sao độ. Mà ghét những đức thì không cho quý vị đi đến đây học Phật. Hiểu không? Đó. Nên ở đây mà nhiều cặp vợ chồng người ta đến là vì người ta nghe ông thầy giảng thông tình đạt lý, đờ đạo phù hợp. Nên quý vị đi tu nó tiện chút. Bao nhiêu ông chồng mà ông nói với bà vợ nói vậy nè: em coi Tết tới chích ra cho đỉnh tiền phụ thầy nuôi các cụ, mua bánh kẹo, thấy không? Nhiều ông chồng đặc biệt chưa? Đó, vậy thấy không? Do cái cách giảng của mình ông chồng không chịu. Chứ ổng mà không chịu một cắt ổng cũng không cho. Mình mà chỉ cần cái gì là ổng nghi ngờ mình đi đến chùa mình cúng dường hoài. Có khi chửi mình sao? Tao làm cực khổ mày đem đắng mày nuôi mấy thằng thầy chùa, tao giết mày. Phải giỡn đâu nghe, tao chửi đó quý vị ơi. Ta thường ta nói thầy chùa không có làm cái trò gì chứ. Ăn không ngồi rồi, nói chuyện xạo sự. Ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên mây. Thấy không? Người ta đâu có hiểu, người ta chửi tá lả bịch. Nên những đức nói thầy chùa mà ở trong chùa thì nó đúng là thầy chùa, vì mình là thầy của ngôi chùa. Có người hỏi nhân đức: ôi sao thầy quanh năm suốt tháng thầy ở trong chùa không vậy thầy? Nhân đức nói: vì tôi là thầy chùa. Nếu mà tôi là thầy đời thì tôi đi ngoài đời, đúng không? Thầy đời là đi nhiều chuyện ngoài đời, thầy đời. Còn tôi là thầy chùa thì tôi ở trong chùa, vì tôi muốn làm thầy người ta, tôi ở làm thầy chùa mới được, là thầy ở trong chùa. Hiểu quý vị? Tôi biết những đứa đi tu mười mấy năm nay mà thành công được chút này là từ đâu phải không? Thầy chùa. Cái câu vậy thôi là từ tôi ở trong chùa rồi, vì là thầy chùa. Nên tại sao mình đi ra ngoài người ta không kính? Vì ông đâu phải thầy đờ. Thầy đờ mới đi ngoài đờ. Của tôi là thầy chùa, tôi ở trong chùa. Ai cần gì là ở đây tìm tôi. Đúng quý vị. Khi người ta cần tìm đến thì mình mới có trọng lượng. Còn nếu như mình đi ra ngoài long nhâm ngoài thì bị người ta công kích, mình bị hạ giá. Dù mình có đi đến nhà người ta, mình làm cái gì người ta cũng hạ giá mình. Vì sao? Làm xong mình nhận tiền là bị hạ giá.
Còn người ta đi đến đây là người ta cầm theo để chuẩn bị. Chuẩn bị cầm theo mà, đúng không? Gặp thầy mà bây giờ thầy giảng dạy vậy mà gặp thầy phải chuẩn bị cầm theo, ít nhiều gì cầm theo. Lương tâm của người ta là gì đó quý vị? Nó kỳ cục như vậy đó, thì cầm theo. Mà cầm theo là do gì? Cái tâm quá cảm ơn, quá cung kính, căng thầy quá, nâng mình lên cao quý vị. Nên những Đức nói những anh em trong chùa, mấy anh em cứ ở trong chùa, vì mình là vai trò thầy chùa. Quý vị thấy đúng không? Quá hay mà. Bây giờ nếu mà thầy chùa mà ngồi uống cà phê thì đúng không? Không đúng với những Đức. Đúng với cái người thích ngồi quán cà phê. Tại vì họ thích ngồi quán cà phê, chuyện của họ. Còn những Đức không ngồi quán cà phê, những Đức biết cái nguyên lý, vì mình là thầy chùa, đúng không? Dù những Đức có uống cà phê cũng là cà phê chùa. Phê chùa, chùa có cà phê mà. Thành thích uống pha ly cà phê, uống phê chùa. Mà phê chùa ngon lắm. Chưa, những Đức nói cho vị nghe nghe, Tết năm nay nè, những Đức chuẩn bị một kho cà phê. Từ sáng mùng 1 Tết uống cà phê suốt luôn. Tới mùng mấy? Tới mùng 6 Tết. Ngày nào uống cà phê? Ngoài giờ không uống cà phê thì uống cái khác. Mua xịn sò đãi vậy luôn trong dịp Tết. Thấy không? Ông mà nói vậy tao phải lắm quý vị, tao vui lắm. Dù là lỡ uống một chút cà phê bây giờ cũng thích. Chứ bây giờ nói thôi Tết nhất vị đừng có đến nghe không? Thầy khó khăn lắm. Thấy buồn rồi đó. Thấy không? Đó, nên từ nơi đó mà thầy chùa ở trong chùa nghe, uống cà phê là phê chùa, ăn cơm chùa. Nên những Đức nói những Đức đi đâu xách cơm theo. Tại vì sao? Vì mình là thầy chùa nên cái gì cũng là ở trong chùa ra. Riêng những Đức là làm được chỗ này nghe quý vị. Không ngồi quán cà phê nè, không đi ăn uống ở đâu, ngồi tùm lum tùm la nè. Điều hoàn toàn là ở trong chùa mình, ba điểm chùa. Ở trong chùa không, không ăn uống cái gì bên ngoài chứ. Còn muốn ăn cái gì bên ngoài mua đem vô chùa những Đức mới ăn. Còn ngoài ra thì những Đức không đi ra ngoài ngồi ăn cái gì hết. Suốt 15 năm. 15 năm trời. Một năm như một ngày không đi đâu hết. Không có chỗ nào mà dẫn dắt những Đức được đi chơi chỗ nào đó. Chùa là vui nhất của những Đức. Thấy không? Đó nên những Đức mong quý vị hãy có được cái niềm vui từ tâm để phát cảnh trong cuộc đời quý vị lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhớ học Phật không có trở ngại quý vị ơi. Em không? Hoàn cảnh nào học Phật hoàn cảnh nấy quý vị à. Đó là gì? Đó là giải thoát đó quý vị ơi. Em không? Nghĩa là trong mọi hoàn cảnh đều học Phật được hết, không có trở ngại nghe. Vậy thì quá tuyệt vời rồi. Cái quan trọng là đời này phải về cực lạc. Ai muốn giảng sanh đưa tay lên coi. Muốn giảng sanh thì làm sao? Niệm Phật đạt kết quả là làm sao? Niệm Phật đạt kết quả là chúng ta không có buồn giận hay để trong tâm lâu. Mỗi tuần đi đến đây là buông cái buồn giận xuống liền. Rồi chút về nhà muốn buồn gì đó thì buồn. Đúng không? Đi đến đây là cỡ liền. Đúng không? Cỡ nào cũng đời này phải về cực lạc nha quý vị. Rồi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.